Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ê Tiêu và Ê Cơ Tư, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cù Yên, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 là sự việc gây chấn động, phẫn nộ trong dư luận mỗi khi nhắc lại. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công trên, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Cụ thể trong thư, Thiếu tướng Lê Quang Vinh nêu rõ, rằng sáng ngày 11 tháng 6, các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ê Tiêu và Ê Cơ Tư, huyện Cư Cù Yên, làm 8 cán bộ xã, công an xã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn tỉnh, để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, rất đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định, nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân, thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các đồng chí đã hy sinh để góp phần làm vơi đi nỗi đau của người ở lại, quan tâm, động viên các đồng chí bị thương đang điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, tinh thần. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, tích cực chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu. Thiếu tướng Lê Quang Vinh tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng Công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Cập nhật diễn biến vụ tấn công trụ sở Ủy ban xã ở Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023. Ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, xảy ra tại huyện Cư Cù Yên vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Phiên tòa xét xử lưu động tại Tổ dân phố 11, phường Ê Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử có 5 người, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, thẩm phán Nguyễn Duy Hữu làm chủ tọa phiên tòa. 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa có 19 luật sư, trợ giúp viên, pháp lý bào chữa đăng ký tham gia phiên tòa. Tòa còn triệu tập nhiều tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa. Thẩm phán Nguyễn Duy Hữu, chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định số 04 ngày 3 tháng 1 năm 2024 về việc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 100 bị cáo, trong đó có 53 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại khoản 1, điều 113 Bộ luật hình sự. Có 26 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại điểm A, khoản 2, điều 299 Bộ luật hình sự. Có 18 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại các điểm A, B, khoản 2, điều 299 Bộ luật hình sự. Bị cáo Enis Nie bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại điểm A, khoản 2, điều 299 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Văn Nghĩa bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, quy định tại khoản 1, điều 348 Bộ luật hình sự. Bị cáo Isimpia bị truy tố về tội che giấu tội phạm,
quy định tại điểm A khoảng 1 điều 389 Bộ luật hình sự, trong đó có 6 bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Vụ khủng bố tại Đắk Lắk xét xử lưu động đối với 100 bị cáo. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 16 tháng 1, Tòa án sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Cu Yên vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo. Trong đó, 53 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo về tội khủng bố, 1 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, 1 bị cáo về tội che giấu tội phạm, quy định tại khoản 1, điều 389 Bộ luật hình sự. 6 bị cáo ở nước ngoài gồm Imut Melo, Ibut Eban, Inien Eya, Isik Nie, Ichan Pia, Iwin Badab bị xét xử về tội khủng bố. Như đã đưa tin, trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trụ sở hai xã Etiu và Ekatu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 2 chiến sĩ công an bị thương và 3 người dân tử vong. Báo VN Express thông tin, hôm nay ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bắt đầu đưa ra xét xử nhóm tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ekatu và Etiu, khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương. Được biết, phiên xét xử diễn ra trong vòng 10 ngày, từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 1. Công tác an ninh sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt. Trước đó, Bộ Công an cho biết 92 người bị khởi tố về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Liên quan đến vụ án, ít nhất 6 người khác bị truy nã. Vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ekatu và Etiu, huyện Cư Cu Yên xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 do hai nhóm vũ trang thực hiện. Các nghi phạm sát hại bí thư xã Ekatu, chủ tịch xã Etiu, 4 công an và 3 người dân, làm 2 công an và nhiều người khác bị thương. Quá trình điều tra, Itho Ayun, một trong những kẻ cầm đầu có tên thường gọi là Amakaru, trú tại buôn Ayun, xã Cư Bơn, huyện Krông Búc, khai nhận đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia dùng súng tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Bị can nói chỉ lôi kéo những ai thấy tin tưởng, còn lại đa số người dân khác, anh ta không dám dụ dỗ, kích động. Bộ Công an xác định đây là vụ tấn công nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm bị can rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Một số người khai đã nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết, cướp tài sản, súng đạn. Cảnh sát đã thu 23 khẩu súng, quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kiếp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện, thiết bị gây án. Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công. Một tháng sau tại Hà Nội, đại sứ Mark Knapper khẳng định Mỹ đã phản đối vụ tấn công ở Đắk Lắk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.